Bây giờ bắt đầu chúng ta là tìm hiểu thêm cái cách mà suy nghĩ của cái phong thủy theo khái niệm ngũ hành của phương Đông. Thì cái này, cái bài học này á, là thiệt ra là mọi người sẽ không bao giờ thấy ở đâu có nữa. Cái bài học này là do tôi viết ra, là vì cũng là một cái sự phát hiện thôi. Thì nó có một cái, rồi bây giờ chúng ta xem cái phong thủy này á, là phong thủy người Việt Nam thì cái nhà này ba gian, ai có biết ba gian không? Biết rồi ha. Ờ về đúng rồi, cái chính của mình là cái phòng chính ở đây, rồi hai cái phòng phòng thửa là thờ, đúng rồi. Ở sau cái phòng thờ đó là cái buồng. Cái bộ không có, cái sau phòng thờ á là nó có cái chỗ cái bàn để đồ thờ, rồi còn hai rồi hai bên hông á là hai cái phòng ngủ, cái đó đúng không? Đó đó là cái hồi xưa là vậy á. Thì khi mà nhưng mà cũng có ở ngoài Bắc có những cái nhà mà gọi là nhà giàu á, thì nó không phải là nhà ba gian mà nó là nhà năm gian, thì như cái nhà to hơn, nhưng mà thường thường là cái nhà ba gian. Và rồi ngoài ra là có những cái ngoài Bắc á, cái này tôi chụp bên ngoài Bắc á, là không phải là ba gian nối liền giống như miền Nam, mà họ còn thêm cái một cái nhà kế bên nữa, cái nhà đó để mà là gọi gì là cái nhà phụ á. Cái nhà phụ thì cái nhà phụ đó là tại vì cái nhà đất ở đây gọn, chứ còn ở trong Nam á, thì nó có cái nhà phụ mà nằm ở bên ngoài. Rồi cái này mấy người biết cái này gì không? Ông Bắc Ninh. Lưu này á là địch tương á, lưu tương, tương ngoài Bắc á là ai làm tương á. Rồi á là thì mọi người xem cái này kỹ nè ha. Thì ở trong cái dương trạch á, mà của người Việt Nam mình á, thì nó có cái bếp á. Thì thường thường á là tôi còn nhớ á, cái bếp của nhà của cô tôi á, là nhà bếp á, thì ở dưới nó có cái để đựng nước. Người ta xây cái hồ đựng nước, còn ở quê thì người ta để lu đựng nước. Thì ở cái bếp á là bao giờ người ta cũng có để cái bộ dáng ở dưới cái bếp á, thì mục đích là để mà làm đám giỗ đám gì á, hoặc nấu nướng á, người ta hay ngồi bộ dáng người ta là làm đó. Rồi ở bên đó có cái bếp á, thì cái cách của đó thì cái bếp đó thì người ta gọi là, nó gọi là chữ, dùng cái chữ đó là xá. Thì sau này mọi người sẽ biết, giờ tôi sau này tôi nghiên cứu trong cái chữ của trong cái phương Đông á, tôi mới biết cái đó là cái chữ xá. Còn cái cửa mà thông từ bếp lên nhà chính á, thì bao giờ nó cũng có cái cửa phụ, nó đi thông lên trên đó thì nó gọi là hộ. Tại vì hồi xưa á, là người mà cưới vợ á, mà cưới vợ mà gọi là cưới vợ chính thức á, thì là đi vô cửa chính. Còn hễ mà cưới vợ mà thêm cưới người nữa đó là không có được vô cửa chính, mà đi là cửa chính là môn á, là phải đi vô cái hộ, tức là không được đi vô cửa chính mà vô cửa hộ. Thành ra là cưới thêm một hai người nữa gì cũng được, nhưng mà đi cửa hộ. Nghe nói cưới thêm mấy nhân nữa nghe bắt cười ha. Tôi sao đâu, thì cưới nhiều là bá hộ á. Đó rồi cái cửa chính á thì nó gọi là môn ha. Còn cái bàn thờ á thì nó dùng là chữ đường ha. Còn cái phòng ngủ là thất, hồi nãy là mình nói á, thì nhưng mà cái đặc biệt á là những cái xá hộ môn đường thất này á, nó có một cái sự gắn bó thực là mật thiết đối với cái vấn đề mà của đường kinh của phương Đông. Thì phương kinh của phương Đông á thì nó có cái đặc biệt là gì, là cái đường kinh này là đường kinh nó gọi là bàn quan quyền, bàn quan, đường kinh bàn quan. Đường kinh bàn quan á thì từ ở đốt sống á mà đo ra một thốn rưỡi á, nó gọi là hệ thống du huyệt, tức là bàn quan, đường kinh bàn quan là du huyệt,
thì trong đó có tâm du, thận du, rồi phế du, tỳ du, để nói chung là tất cả những cái cơ quan nội tạng trong cơ thể thể hiện qua ra đường du huyệt. Cho nên thí dụ người đó đau tim cái là đau ở chỗ tâm du, còn đau bao tử đau chỗ tỳ du hoặc vị du. Cái đó là trong cái của cái đường kinh bàng quang của y học phương Đông. Nhưng mà có một cái đường kinh cũng là bàng quang, vì nó có hai đường, một đường từ cột sống đo ra 1.5 thốn, cột sống đo ra 3 thốn, thì cái đường mà kế bên đó là không có nói tới, chỉ nói tới huyệt đạo không nói tới. Nhưng mà sao tôi phát hiện đó chính là tinh thần huyệt. Tinh thần huyệt này là cái huyệt á mà nó liên quan đến cái tinh thần của cái con người mình. Nghe ngộ không? Thí dụ như can du, nghe, can du là thể hiện cái của cái phần của gan, nhưng mà ngoài can du ra có tinh thần huyệt của can du, là của cái can á, là của cái gan á, là hồn môn. Tức là hồn môn, tức là môn là cửa, mà hồn nó gọi là cánh cửa của linh hồn. Thành ra là người mà bị đau gan á, là mất hồn mất vía, cái kiểu vậy đó. À, rồi mà hễ mà can thì chủ cân, tức là gân lực trong cơ thể mình. Rồi can khai khiếu ra mắt, rồi can là thể hiện cái nộ, tức là hễ mà nộ thì thương can, mà can thì làm ra nộ, là nó làm cho giận hờn đồ này nọ các thứ là cũng là do gan. Cho nên khi mà giải quyết của cái thằng Đông y ngày xưa, người ta chăm cái việc hồn môn thì người đó bớt giận đi, bị có nhiều người tối ngày giận hoài. Đó, thấy không? Giận người này, giận người kia, rồi sống rồi giận tối ngày, sống không nổi luôn á. Thấy không? Đó, rồi từ từ mình sẽ tìm hiểu thêm, nó có một cái sự gắn bó rất là đặc biệt mà lạ lùng đối với cái này. Thấy không? Thì đây tôi có đưa ra coi để cho coi. Thấy không? Rồi. Thế thì như vậy á là cái này mọi người sẽ để ý nha, là cái bếp á là ở bên trong cái nó xá. Cho nên thường thường những cái người mà nói chuyện nhau ấy, nói là khi nào mà huynh đài mà có rảnh mời huynh đài ghé tệ xá của tôi. Như người ta nói cái gì khiêm tốn, tệ xá của tôi, tức là ghé vô nhà bếp ấy, chứ không được lên nhà chính đâu. Tại vì không ai mà hồi xưa không ai được vô nhà chính đâu, vô bếp thôi, rồi ngồi ở đó nói chuyện, ở đó bị ngồi vào cái bộ dáng á, rồi pha trà rồi uống rồi nói chuyện nhau đó. Thì thực ra cái xá đó chính là cái chỗ bếp á nha. Thì thế thì bởi vì xá là bếp, mà bếp là thuộc thổ mà nha. Bây giờ thổ nếu mà đính ngũ hành là tỳ thổ khí á, là nơi nấu nướng, mà thổ ứng với ngũ tạng là tỳ vị nè. Thành thử á là cái chỗ này là thể hiện của tỳ vị. Thì quan hệ của xã hội là gì? Là bạn bè, bà con xa, xóm điền gần. Tức là bởi vì là chỗ ăn uống, là đồng thời cái mối quan hệ nó là nó nằm ngoài nhà, nó nằm ở ngoài bếp. Cho nên cái sự quan hệ nó là bạn bè, bà con xa, xóm điền gần. Rồi quan hệ với tinh thần là lo lắng. Tại vì trong cái tỳ á, thì người ta nói là về mặt tinh thần là lo lắng. Thành ra người nào mà hay lo lắng, suy nghĩ rồi này nọ rồi nhiều thì nó bị đau cái bao tử. Rồi với tinh thần huyệt thì nó là huyệt ý xá, có nghĩa là gì? Có nghĩa là người nào mà hay lo buồn, hay lo lắng thì khi mà tác động vô cái huyệt ý xá này thì họ sẽ bớt cái lo lắng. Hiểu chưa? Thấy không? Nhưng bây giờ đi ngược lại vấn đề là vậy nè, là tại sao mà làm có cái này? Tại vì á là có những cái người mà ở trong gia đình á mà không nói, bây giờ hàng xóm cứ gây gỗ hoài, thấy không? Rồi bạn bè rồi cũng bị trục trặc hoài, rồi hàng xóm, có nhiều hàng xóm là cứ tối ngày cứ cãi lộn nhau. Rồi tôi chỉ nói một cái câu chuyện là hai cái hàng xóm nó cứ ở kế bên nhau, mà nó cách nhau cái hàng rào nó xây vậy nè, mà hễ có rác á thì nó cứ chụp cái rác nó chụp qua nhà thằng kia. Cái thằng kia là thấy là dục đống rác quá thì thế nào cũng lấy đống rác nó dục trở lại. Cho nên
cái hai cái người thân với nhau chơi vậy đó, rồi cuối cùng hai bên đó là cái hông nhà là hai cái đống rác. Tại vì nó cứ nó thảy qua thảy lại rồi hai đứa nó cứ dằn mặt nghe, nó cứ thảy riết mà. Nhưng mà hồi xưa nhà cửa ta rộng, rồi người ta có hàng rào, có đồ này nọ, nó cứ thảy. Cái khi mà lại mời tôi tới nhà thì tôi hỏi chủ nhà muốn gì, thì chủ nhà nói là tại vì ở hàng xóm này nó rắc rối quá, ra là tôi mới lấy cái gương á, tôi để cái nhà đường tôi chiếu qua bệnh, chiếu lên làm cái gương nhỏ vậy để lên, kia thằng kia nó khiêng cái gương bư vậy nó làm chiếu lại. hai thằng chiếu qua chiếu lại. Thế thì mình mới cười, mình nói vậy là cái này là mối quan hệ không tốt giữa những cái người hàng xóm với nhau. Thế thì những người hàng xóm với nhau mà vậy là khó sống lắm. Thế thì bắt đầu mình mới nói được rồi, thế thì cho tôi coi cái bếp. Bây giờ bắt đầu mọi người hiểu rồi ha. Cho tôi coi cái bếp. Thì tôi vô cái bếp xong, thì khi vô coi xong á, thì mới nói cái bếp này đặt không được. Thì lúc đó là thủy quả cái gì đó không cần biết. Cái mình bắt đầu mình bố trí cái bếp là cho nó lại đàng hoàng. Mình sắp xếp. Thì thường thường á, là người ta là không bị cái bếp á, là nó lại là quả, là lửa thì không có được. Mà quay về hướng Bắc, để về hướng Bắc á, là hướng thủy. Thủy thì thủy quả là không có tương đồng nhau, nó dập tắt lửa heo. Thế thì mà cái hướng bếp á nha, là mọi người nhớ nha, là cái hướng là chính là cái lưng mình là hướng á. Cho nên cái lưng mình quay về hướng Bắc á, thì cái bếp á, thì là quả. Cái tôi nói thôi bây giờ về đi. Bây giờ là nếu mà quay về hướng Nam nữa thì quả lại bội quả. Hai thằng nó còn giết nhau nữa. Cho nên á là mà lúc đó là tôi vô coi thì đúng là quả bội quả. Cái tôi nói thôi bây giờ làm liều cho cái đi. Bây giờ dập cái quả đó bằng cách là lấy nước tưới. Thì tôi cho kêu quay cái hướng cái bếp lại. Cái bếp sẽ lại quay ra hướng Bắc. Hướng Bắc là Nhâm Quý thuộc thủy. Thì để cho hai cái nó lửa cái Nhâm Quý thuộc thủy để cho nó tưới mát ra bên kia. Cái sau khi tôi xếp cái bếp xong rồi, cái là tôi nói thôi xong rồi nha, đi về ha. Về xong cái tôi trước khi đi tôi về tôi ghé nhà Kiền gái, tôi gõ cửa. Cái tôi nói mà sao trước khi đó làm đó thì tôi kêu nhà này tháo cái gương ra đi, tháo cái kiến ra đi, cái kiến chiếu qua bên kia. Rồi xong cái tôi lại nhà tôi mới nói chuyện với ông chủ bà chủ nhà bên. Tôi nói bây giờ là tôi thiệt ra là tôi là thầy phong thủy. Tôi đến đây tôi coi nhà cho bên kia, tôi thấy hai bên cứ đối chọi nhau điều đó không tốt. Và tôi có nói chuyện với gia đình bên đây rồi là hai bên phải sống thuận thảo nhau sớm riêng. Chứ bên kia chứ bên đây mà cứ tối ngày cứ dục qua dục lại vậy riết rồi sau này gặp nhau ra đường rồi thế này nọ sao. Thì tôi ngồi tôi giải thích thì mấy người kia mới nói ra, họ mới nói chuyện ra sau khi mình làm cái bếp á nha. Cái tôi nói chuyện ra, khi nói chuyện xong cái là hai bên là ông này ra hiểu nhau. Mà có nhiều có cái câu chuyện nhỏ nhỏ gì đó, mấy đứa nhỏ nó gây nhau, nó quýnh lộn nhau rồi cái là cả nhà là thù nhau luôn. Cái xong tôi bỏ đi về. Về thì một tuần sau á thì cái chủ nhà gọi lại nói thầy bây giờ ngộ quá, bây giờ họ lại làm quen. Bây giờ họ dọn rác hết rồi mà cũng không dục rác qua nữa. Thì bây giờ bên kia không dục thì bên đây đâu dục nữa. Hai bên nó dọn dẹp sạch sẽ, không có hôi ám nữa. Rồi gặp nhau thượng thảo. Ý là cho thấy rằng là nói thì có nhiều khi cũng có do cái tâm lý mà mình nói với chủ nhà bên đây đó, là mình sửa xong rồi mình cũng nói là giải thích cho vậy thì họ thấy cũng có lý. Rồi bên kia mình giải thích cũng có lý. Rồi cuối cùng hai bên nó thuận thảo nhau. Ý tôi nói là để mình thấy cái cách mà ứng xử điều chỉnh trong cái nhà là như vậy. Tất nhiên là bây giờ người ta hỏi vậy chứ bây giờ nhà này không có nhà ba gian. Rồi bây giờ mình ở áp bạc tư măng rồi sao? Ở chung cư rồi sao? Không sao. Thì cứ bếp thì coi như là xá. Khi được mà mình rủ bạn bè lại tới tệ xá của mình đó, là biết rủ vô bếp á. Mà cái bếp mà của hiện đại bây giờ là ở mấy cái chung cư thì cái bếp đẹp lắm ha. Cái bếp đẹp rồi có bàn ăn đồ đó ha. Mà thiệt ra đúng vậy. Nếu mà trong chung cư mà mời người ta đến mà lại tệ xá mình là vô cái chỗ bếp có đồ ăn uống chứ không lẽ chui vô phòng nhà người ta. Đúng không? Ok. Thế thì như vậy là tới phần này mọi người có hỏi gì không? Rồi tôi trả lời. Mà có hiểu được cái cách nó không?
Nhưng mà còn cái cách mà để mà làm cho Đông Tây Nam Bắc rồi ngũ hành rồi thì nói để tham khảo thôi. Chứ còn cái đó là phải học mới được. Học thì mới biết là sao. Thí dụ như đó là có cái thập can thì giáp ấn binh đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, giáp ấn thuộc mộc nên là hướng đông, rồi canh tân rồi hướng tây, rồi bính đinh thuộc quả, rồi nhâm là hướng nam, rồi nhâm quý thuộc thủy. Mấy cái đó mình phải học mình mới biết được ha. Thì cái chuyện đó mình tính sao rồi mới bắt đầu mới sinh khắc nên cái, tức là khi nào mà có vấn đề mà đối với bạn bè bà con xa nha, hay là sớm giềng gần, thì mình mới nghĩ nó có cái gì đó trục trặc trong cái bếp, mình mới chỉnh lại cái bếp. Nhưng mà nói thiệt, ở trong cái những cái cư xa, ở những cái gì đó chung cư á, bạc tơ măng á, thì cái bếp nó nằm vậy rồi mình xây đâu, không có xây đâu á, mà đập ra phá cũng không được nữa, không có được quyền. Thấy không? Nhưng mà ít nhất là mình hiểu. Cái tôi nói mọi người rồi, học để hiểu cái ngày xưa người ta làm vậy á, đồng ý chưa? Thôi bây giờ cái bếp sao để vậy đi. Nhưng mà để nguyên vậy đi, tại vì không á, tại vì mình học cái này á để mình hiểu được cái khái niệm của ngày người xưa, người ta nói những cái mối mà liên quan đó, thấy không? Hoặc là có những cái người á, họ cứ đau bao tử hoài à. Họ lo đau, mấy người đau bao tử thì cái mặt nhăn nhăn rồi lo lắng hoài à. Mà bây giờ là nếu như vô sửa bếp á, thôi mấy bà bếp thôi, mấy bà bếp được rồi, rồi xong rồi đây thì á, là thí dụ như mình nói là bây giờ mấy người là chuyện mà lo lắng rồi đau bao tử rồi á, thì là do đó mình sửa bếp. Nhưng mà thí dụ mình vô mình xét nghiệm nó bị HB rồi thì mình phải, cái này là tiền ung thư rồi, rồi phải gì, do thuốc antibiotic rồi cho các thứ thuốc rồi vô để nó diệt cái con HB ở đó, ngồi đó mình sửa bếp. Thì tôi nói với mọi người là học để mình có một cái khái niệm về nó, mình biết ngày xưa người ta suy nghĩ sao, ok, chứ về đừng có sửa bếp lung tung. Nhưng mà tôi nói với bà phụ nữ thì nó dễ chút, còn mấy cái anh cha đàn ông này đừng có lộn xộn, về tự nhiên sửa bếp là con vợ nó quánh mẹ chết luôn á. Bếp là của mấy bà mà. Nó nằm ở đường Bàn Quang Kinh, mà đường Quang Kinh là nó nằm về sau lưng, mà nó nằm ở ngay đốt sống lưng á, đi qua hai bên. Em nào đau bao tử là rờ ngay sau lưng này, hay bị đau là cái huyệt tỳ du, từ lưng đo ra 1.5 thốn, còn từ lưng mà đốt xuống lưng mà đo ra 3 thốn, đó là huyệt ý xá. Vậy là cách huyệt tỳ du 1.5 thốn. Chính xác. Mà ý nè, thấy không? Xá nè là tại xá, thấy không? Còn ý là cái huyệt đạo của cái kinh tỳ đó, lo lắng đó. Ý băng xe được chưa? Thiệt ra là hồi xưa là thầy tự nhiên bán nhà. Thiệt ra là hồi xưa là thầy chữa bếp theo hiện đại kia mà. Tức là một là thầy, nếu mà ra cái sự hòa hợp á, tại vì đá thạch anh hồng á là nó làm cho hòa hợp, còn cái màu xanh á thì nó làm mà hòa hợp giữa người với người trong gia đình nha, còn màu xanh á là để trừ khử những cái tà khí bên ngoài ha. Cho nên á, khi mà bị trục trặc thầy cứ để cục đá hồng lên trên đó. Bữa nào mà tụi em mà vô trong nhà thầy á, đá hồng này thì đặt ở đầu giường á, dài hai vợ chồng không quýnh lộn. Mà không có cơ hội quýnh lộn, mà hãy quýnh lộn là đập một cái là bể đầu liền. Rồi á là thứ hai là làm một cái lọ nhỏ nhỏ vậy nè, lọ nhỏ nhỏ nè, cái mình lấy thạch anh phụng á mình bỏ vô,
Cái mình trồng, mình để cái cây gì nhỏ nhỏ mình trồng được rồi. Đâu để ngay bếp, để ngay làm cái kiểu chơi vậy, để vậy. Thì nó là giống như nó đi ra rồi, mình muốn biết đúng hay không lấy con lắc nó, nè lắc ơi lắc, ta để cho này được không, ta để cho được, nó được được, gật đầu cái sống. Không, không cần, không cần, bị cái bông giả mà. À. Đó thì mình bỏ cái bông giả vô thôi, có gì đâu. Rồi vừa làm đẹp đẹp như vậy. Ok, giờ xong chưa? Xong cái bếp rồi không? Cái này là người ta dùng cái thước lỗ ban, cái này thước lỗ ban rồi chứ hồi bây giờ nó có cái thước dây á, nó có sẵn hết rồi. Thấy không? Thì cái thước này nó đo bếp này, cửa hông này, cửa chính, bàn thờ, giường ngủ này, người ta dùng cái này hết á. À, thì mình lấy cái mình về mình đo chơi thôi. Đo chơi mình cũng biết rồi. Nhưng mà ngộ lắm, hồi đó tôi hay lấy tôi đo rồi mấy cái bàn học mà trong trường học á, mình cũng thấy nó phong thủy đó. Tức là mấy người thợ mộc họ đã tính rồi. Chứ không phải không đâu. Cái bàn thờ rồi họ tính hết. Mình không nói họ cũng tự họ làm hết rồi. À, rồi, bây giờ kim tức là cửa thông về nhà chính á. Thì trong cái nhà chính á, bao giờ cái chỗ nhà bếp á, nó cũng đi ăn thông với nhà chính á, thì nó gọi là kim. Kim á, là theo Đông y á, nó gọi là phế. Mà phế thì chủ bì mau, tức là cái phế mình á, là nó chủ về bì mau, cho nên á, là có lẽ vậy mà nó dính giữa cái bếp với cái nhà chính ha. Thì nè, nó là thuộc về kim, thấy chưa? À, thì cái cửa chính này á, ta gọi là hộ. Mình nghe ngộ, hồi xưa mình nghe hộ khẩu á, thì mình tưởng hộ khẩu đâu á là cái quyền ở nhà mình, không phải đâu. Hộ khẩu là chỉ cái cửa hông thôi, nó là cái không phải là cửa chính đâu nha. Cái hộ đó thì cái hộ đó là nó dính tới cái quyệt mà của phế á, của phổi á, là phách hộ. Thấy không? Thì là buồn phiền. Thì cái quan hệ của, nhưng mà để ý cái này ha, là kim ứng với ngũ tạng là phế, mà phế quan hệ biểu lý với đại trường. À, tức là hễ mà bị người bị xuyễn chẳng hạn, là hễ mà táo bón thì thở không được. Thấy không? Bị đại trường mà ảnh hưởng tới cái phế, tới cái phổi. Mà hễ mà người nào bị phổi thì cái đường đại trường cũng có vấn đề. À, thế thì bây giờ là cái này là hộ. Thế thì cái quan trọng của mình ở đây là quan hệ cô cậu chú bác ruột. À, đây là những người mà cận với gia đình mình ha. Thành ra là khi á, là mình thấy á, là ở nhà gì rồi cô rồi cậu rồi bên nội bên ngoại rồi nhiều khi bị trục trặc hoài không biết sao, thì người ta nói phải coi chừng, coi lại cái cửa mà đi thông đó đó, là phải lấy đo lại cho đàng hoàng, đo cái cửa bằng cái thước lô ban á, rồi đo cửa, rồi làm cửa lại. Thì cái sự mối quan hệ giữa gia đình mình là cô cậu chú bác ruột thì nó ổn hơn. Đồng ý chưa? Thì bây giờ mình thấy cái đó, vấn đề thực ra là cái nhà mình ở là có cái mối quan hệ xã hội hết á, nó là mối quan hệ xã hội hết á. Thành ra là hồi xưa người ta đặt ra như vậy đó. Thấy không? Nhưng mà giờ mình nói chứ cái nhà mà ở chung cư mà để mở ra đóng lại khó lắm nha. Nhưng mà làm được á, nói chứ làm được. Thấy không? Nói thêm được, mở ra khó chứ đóng chật lại chút xíu được. Nhưng mà thầy cái kiến thức mà về cái thước cái đó là bao nhiêu cho đúng, đó là dựa trên cái thước lỗ ban không thầy? Thì họ cái đó thầy nói cho tụi em nha, cái đó theo quan niệm. Người ta hồi xưa lỗ ban đó, người ta lấy thước ta lo đó. Cái đó tất cả dùng thước lỗ ban hết. Nhưng bây giờ nó có cái khổ này nè, là cái thước lỗ ban không phải cái thước nào cũng giống nhau. Nó có nhiều loại thước nữa chứ. Kệ bà đó. Cái quan trọng là mình hiểu thôi. Mình hiểu hồi xưa người ta làm vậy thôi. Không phải. Khi với thầy á, là khi có vấn đề trục trặc cô cậu chú bác ruột, thầy lấy cái gì vậy đó. Không. Cái quay.
dùng sẵn từ đường ta reo bên hông xong. Nhưng rồi mình sẽ thấy có những cái điều hấp dẫn ở chỗ đó. Thấy không? Thì giờ bây giờ nó bên trái bên phải mình đeo xong, cái tự nhiên mình thấy cái mối quan hệ tốt rồi nó thôi được rồi. Thấy không? Còn lâu lâu muốn không tốt mình tháo ra. Thầy xong cách đeo dòng sắm điện từ đường đầy nhà. Có nhiều chuyện lắm. Rồi ok. Rồi, bây giờ bắt đầu tới cái cửa chính. Cửa chính ta gọi là mộc. Mộc nha. Tại vì sao biết không? Mộc là cửa chính ta gọi là môn nè. Mọi người cứ để ý tại sao mà có chữ mấy cái chữ cuối này nè, là nó thuộc về can nè, là hồn môn nè, tinh thần thì hai giận. Giận ai? Giận anh chị em ruột. Anh chị em ruột cứ gây gỗ nhau rồi này nọ là do cái cánh cửa lớn, cánh cửa chính. Mà cánh cửa chính là ngày xưa mình có ba cái cửa trong cái cửa mà ngày xưa á, là cửa chính á, là chỉ mở ra khi nào mà có là tiệc lớn hoặc có người khách quý á. Thường thường á, là cái mình mà lại cái nhà mà xưa á, nha, mà thấy người ta mở cửa trước á, mà ta mời mình vô á, là mình biết mình là khách quan trọng á. Còn người ta nói vô đi con, rồi nó mở cái hậu á. Còn hai cửa phụ á, là bên một bên thì nam, một bên thì nữ đó. Nhưng mà còn khi mình vô á, thường thường nó cho vô, thực ra là không bao giờ người ta mở cửa trước cho mình vô á, người ta cho mình vô cửa hộ không à. Tức là người ta từ vô tiếp mình từ trong cái bếp, từ cái bếp họ dắt vô cửa đó, nếu có đi vô đó tới đó thôi à. Hết rồi, không bao giờ cho vô cửa chính. Mà cửa chính là chỉ mở khi nào đám dỗ, rồi dỗ chạp nè, rồi có cái gì làm lớn nè, rồi đám cưới, đám dỗ gì đó thì người ta mới mở cửa lớn ra thôi, không bình thường ta không mở đâu. Ok, thế thì như vậy là khi anh chị em ruột mà gây gỗ nhau, hay cứ lục đục với nhau rồi thôi treo cái giống chứ đừng có mở, đừng có phá cửa phá nhà. Không, cái này nè nè, thầy nói cho tụi em nghe nè. Cái này á là học để cho biết thôi. Ok, tới đây nắm là hiểu chưa? Do đó là khi mà có những cái gia đình á mà khá giả đó, thì thường thường họ mà mời thầy tới coi á, thì bao giờ cũng vậy á, là hãy gia đình mà anh em đồ họ trục trặc thì kêu làm hai cái đồ con lân á, đá đó ở hai bên, rồi sau đó là lấy một là đá kim tự tháp, hai là đá 12 mặt, đặt ở hai bên trấn hai cái đầu thì anh em hòa thuận, cái kiểu vậy đó. Thì cái đó mình biết vậy thôi, còn mình tính cho nó dễ cái mình là treo cái địa từ trường. Còn ở mấy cửa hàng thì thầy chơi luôn mấy cửa hàng, tại vì cái môn này là chính là để buôn bán. Thì lúc đó thầy cho, hồi xưa đi Hà Nội thì cho đào ở dưới đó, đào dưới thầy đặt 9 cục hay là 7 cục 12 mặt rồi chôn ở dưới rồi lắp lại. Cái đó là mấy... Không. Cái đó để cho mấy người họ làm ăn á, cửa hàng á, họ làm á, thì bị khi mở cửa hàng ra không ai tới, nhưng mà đặt nó vô xong họ tới. Hả? Dùng cảm xạ. Em sẽ nói bây giờ tôi sẽ dùng con số 7 hay số 9. Không, cái đó là tượng trưng thôi. Còn nếu mà em mà làm nó lên tới 49 cục là em chết rồi. Hiểu không? Ok. Có ai thắc mắc thêm gì không? Thấy không? Từ từ cái mình sáng tỏ, thấy không? Từ từ mình hiểu cái cách ngày xưa người ta làm. À, thì bàn thờ á, thì nãy thầy nói là đường. Tới rồi mình nó dính tới cái quyệt mà thần đường, lại ghê không? À, mà mình không ngờ là nó có quyền liên hệ đó. Nhưng mà cái chữ đường này á, nó ở đây nó thuộc về quả. Người ta nói cái nhà này á, cái chỗ bàn thờ này, bàn thờ hương quả.
hương là, hương là nhang á, đốt lửa hương quả ha, vậy là ứng với quả, cho nên nó thuộc về tạng tâm ha, thì là trái tim của mình, cái tâm của mình nằm ở đây, bị này cái bàn thờ gì, bàn thờ ông bà cha mẹ, thành ra là cái mối quan hệ giữa với con cái rồi liên hệ với ông bà rồi đó, cha mẹ là chính là cái bàn thờ. Do đó là người ta ở ngoài Bắc người ta quan trọng lắm, người ta nói bây giờ là cái bàn thờ là phải để mấy lư hương lư nhang đồ người ta để rồi, mà bàn thờ là cái quan trọng nhất ở trong cái nhà đó, cho nên người ta làm bàn thờ là vĩ đại lắm, không có như miền Nam đâu. Miền Nam mình mua cái tủ để trước nhà vậy thôi, chứ còn ở miền Bắc làm một cái bàn thờ là hoành tráng lắm. Và cái chỗ đó là chính là cái hương hương quả đó, ông bà cha mẹ. Cho nên là tại sao gì biết không, đối với cái người Việt Nam mình á, cái đạo á chỉ là cái phần phụ thôi, cái chính á là mình thờ cúng ông bà, và cái người mà gần nhất mình á là ông bà mình. Cho nên cầu giải mà người cứ sau này mình học rồi, các vị chư vị rồi Phật rồi anh này nọ, thấy mà Phật càng cao thì càng khó, tại vì mấy ông nó nhiều địa chỉ quá, không? Còn mà mình gọi mà tới Chúa Giêsu là mình kêu tới Phật lâu lắm, nhưng mà mình kêu tới cha mẹ mình là có liền. Và mọi người thấy không, hồi xưa giờ là không có ai mà mình mà nhõng nhẽo mà đòi hỏi được bằng mẹ mình á, mình mẹ cha mình là thế nào cũng xin cái gì đó cũng bằng cách cũng cho, và cha mẹ sẵn sàng cho con mà không có điều kiện. Hay cái chỗ là cha mẹ cho con á mà không có đặt điều kiện đó. Cho nên cái tình thương của con người á là nó phải chia ra là hai cái, tình thương của trái tim nó khác, mà tình thương của cái trên đầu mình nó khác, hai cái nó khác nhau. Mà khi nào á mà người ta mà có một cái tình thương, mà tình thương đó là vừa kết hợp với tình thương của trên cái đầu mình với trái tim mình á, thì mình mới làm cái vấn đề mà năng lượng chữa bệnh là được, là vậy đó. Tại vì cái tình thương yêu phải thiệt lớn mới được, mà tình thương yêu thiệt lớn đó mình đi tìm ra là chính là, đó là tình thương yêu của người mẹ đối với người con. Không ai yêu thương mà con bằng mẹ. Còn có lâu lâu có cái bà nào nó giết con cái chuyện nó tầm bậy bạ đó mình không nói, nhưng mà cái số mà cái người mà tình thương đó, là người mẹ cho con hết đó. Thành ra cứ cái gì cứ nèo mẹ là có, là với cha mẹ mình là nếu như mà tình thương mà có vấn đề này nọ trục trặc đó, sau này mọi người thấy á, người ta làm cái bàn thờ á, người ta vẫn cứ để thạch anh trên đó là vậy á, hiểu không, là để cho cái bàn thờ nó mạnh lên á, cái thờ ông thờ bà mình á. Màu hồng. Rồi ai hỏi gì về vấn đề này nữa? Đã rồi không? Bây giờ ta tiếp, nếu không có gì ta tiếp á. Thử là cái bàn thờ á, ở miền Nam mình á thì nó có dễ sơ xài á, tôi thấy, chứ miền Bắc là cái bàn thờ quan trọng lắm ha. Nhà thờ rồi ha. Rồi bây giờ cái cuối cùng là thủy. Thủy á là giường của vợ chồng nè, thì cái phòng ngủ của vợ chồng ta gọi là thất, thất ha. Và cái quyệt mà ứng dưới cái phòng ngủ này đó, đó là chí thất. Chí thất nằm đây. Cho nên nếu mà vấn đề mà trục trặc vợ chồng là cứ đau lưng gõ gõ hoài là thấy đó có chuyện rồi. Thì cái này nếu mà vợ chồng có cái điều gì trục trặc. Mà hai cái mà sợ vợ chồng, mà hai người sợ nhất á, là không phải là đàn bà mà là đàn ông. Trong cái vấn đề vợ chồng á, cái người sợ là đàn ông, đúng không? Ông này giờ suy nghĩ. Không phải. Tại không, bởi vì cô này cô nói là vấn đề giữa hai vợ chồng, nhưng mà tại vì á là khủng thì thương thận ha, mà cái chí thất này với thận du đó là nó ảnh hưởng cái thận, mà ấy khủng thì thương thận, mà thận thì khủng, cho nên cái thận mà yếu là sợ. Nhưng mà đàn ông á mà họ khỏe thì họ thượng mã phong ha, và họ mãnh liệt, thì người đàn bà không sợ đàn bà. Nhưng mà thấy đàn bà mà đàn ông á mà thấy sợ đàn bà, mà con vợ mà nó hỗn đồ này nó làm đủ thứ, là thằng chồng hạ mã phong, hiểu chưa? Tức là chồng lúc nào cũng sợ, thấy không? Rồi đi làm
nhà cha mẹ mình nuôi mình từ nhỏ tới lớn nuôi, mà mình nuôi bỏ chút xíu tiền còn vợ mình về đưa nó hết, không sợ còn gì nữa, mà tiền mình đưa cho nó mình còn sợ nó nữa, không? Đi đâu cũng phải nói dối đủ thứ. Mấy ông này là đúng lý rồi, đúng ý rồi. À, mà tự nhiên mày sợ ngang không nè, kia vậy ở ra ngoài đường nạt nộ rồi làm dữ dằn về nhà vợ có chút xíu mày sợ nó. Chính xác.